Hi, chào mọi người nha. Thì hôm nay mình tiếp tục đi cầu nha mọi người. Thì mình cũng mới xuống tới chỗ cầu thôi. Vậy cần cho mọi người xem nha. Đây nè mọi người. Bây giờ mình cũng mới ra cần nha. Ba cần đi sau lưng, cần 4 cần cho mọi người. Mới xuống mà trời mưa lâm râm luôn mọi người. Thôi mình chuyến thôi nha mọi người. Khi nào có cá ăn thì mình sẽ quay lại cho mọi người xem nha. Chuyến nha. Ruột luôn nha. Nó nhỏ cái gì cá hè con phải luôn nha mọi người, cá nha mọi người, dẫn cái dẫn bự thôi, dẫn bự vậy chặn nha nó kìa mọi người. Chín nha. Con nhỏ. Cái gì? Dạ. Dẫn nữa nha. Chín ca mẹ ơi. Phải cái dẫn nữa. Cái gì á? Dẫn mẹ. Ồ, dặn nữa. Cái dặn đó nha. Cái dẫn đâu cần này dính cần kia luôn, dính đến như là cái dẫn nhỏ nữa nha. Cái dẫn nhỏ nha. Như vậy trên này mọi người cá bao nhiêu lên không được nè.
Ngồi nha, ngồi coi lại nè. Cắn luôn. Giờ đếm. Cái giờ đếm luôn. Giờ đếm luôn. Ngon lành nha. Giá này cá cũng nghỉ ăn rồi mọi người, thì mình cũng câu về nha. Về tới nhà rồi đổ cá ra quay thành quả cho người xem nha. Đây nè mọi người, thành quả của bữa nay mình đi câu nha. Ngon mọi người. Đây, một cái dãnh chà quá lửa luôn nè, nhưng còn cái giò mọi người. Ngon lành nha. Thôi, mình xin kết thúc video tại đây nha mọi người. Hẹn mọi người vào các video tiếp nha. Hai, chào mọi người nha.